Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Nail Alliance, chất lượng hàng đầu cả hai lĩnh vực Jealous Gel, Socop và sơn nước Morgan Taylor. Hustler Casino, Los Angeles. Thảo Yên, Hoàng, Trọng Thủy trở lại với quý khán thính giả. Chỉ trong vòng 24 giờ vừa qua, tin tức từ Bắc Hàn cho thấy có hai breaking news. Ngày hôm qua chúng tôi đã tường thuật trong việc viếng thăm của phái bộ, đặc biệt là trong Ủy ban Thống nhất của Nam Hàn đối với Bắc Hàn, đến Bắc Hàn, đến Bình Nhưỡng và đã yết kiến ông Kim Jong-un, lãnh tụ của Bắc Hàn. Thì thưa quý vị, cái chuyện lớn ở đây đó là việc mà ông Kim Jong-un tuyên bố Bắc Hàn sẵn lòng ngừng phát triển nguyên tử với một số các điều kiện. Và điều kiện tiên quyết đó là việc phía Hoa Kỳ không còn bày tỏ cái sự hiếu chiến hoặc là tìm cách lật đổ chế độ nữa. Bên phía ông Kim Jong-un muốn tìm một cái an ninh cho cá nhân ông và chế độ. Trong ngày hôm nay, vẫn tin tức đến từ Bắc Hàn, Kim Jong-un lần đầu tiên trong lịch sử từ năm 1950, tức là thời kỳ mà chiến tranh giữa hai miền Nam và Bắc Triều Tiên diễn ra. Kim Jong-un tuyên bố sẽ đến thăm Nam Hàn vào tháng 4 này. Hai bên sau cuộc họp vào hôm Chủ nhật vừa qua, họ đã đồng ý sẽ tiếp tục mở các cuộc họp thượng đỉnh sắp tới đây vào tháng 4 này ngay biên giới vùng phi quân sự và từng được gọi là bản môn điếm đó thưa quý vị, phía nam của Nam Hàn, bởi vì cuộc họp vừa rồi nằm ở phía bắc, bây giờ phía Bắc Hàn đồng ý sang Nam Hàn và Kim Jong-un sẽ đến thăm. Dựa trên những gì chúng ta biết được thì rõ ràng ông Tổng thống Trump ngày hôm qua đã bày tỏ sự khen ngợi đối với Bắc Hàn và ông nói rằng đó có những cái tin tức rất là tốt đẹp đến từ Bắc Hàn và chúng ta tiếp tục chờ đợi xem. Lẽ đương nhiên những cái chuyên gia về Bắc Hàn họ tuyên bố họ vẫn còn dè dặt khi mà loan tin liên quan đến việc mà phía Bắc Hàn tự nhiên có quá nhiều các thiện chí đi, thưa quý vị. Và thiện chí ở đây như thế nào thì mọi người nói chúng ta chờ đợi xem cho đến khi nào mà cơ quan kiểm soát nguyên tử năng quốc tế IAEA vào được đến Bắc Hàn. Đến lúc đó chúng ta mới tin chắc 100% là Kim Jong-un thực tâm là muốn hòa bình với Nam Hàn cũng như Hoa Kỳ. Ngay trong lúc này thì phía Hoa Kỳ chính sách đối với vấn đề này như thế nào? Hoa Kỳ tạm ngừng các cuộc tập trận. Họ muốn để cho cái tiến trình đàm phán diễn ra tốt đẹp. Ngày hôm nay, Trung Quốc cũng tuyên bố giơ hai tay hoan nghênh lên đề nghị của Bắc Hàn sau khi hai bên đã đồng ý ngồi xuống đối thoại. Vấn đề chính hiện nay, thưa quý vị, Nam Hàn sẽ đóng vai trò chủ chốt. Hoa Kỳ sẽ đứng bên ngoài nhìn vào bởi vì ông Moon Jae-in, Tổng thống Nam Hàn, đã từng yêu cầu đề nghị với Tổng thống Trump hãy để chúng tôi nói chuyện đàm phán với Nam Hàn và yêu cầu tự chế, có nghĩa là Nam Hàn sẽ không thực hiện các cuộc tập trận quân sự đối với Hoa Kỳ trong thời gian tới, để cho các cuộc họp thượng đỉnh này diễn ra và giống như hoa được nở một cách trọn vẹn. Điều này cũng chứng minh cho thấy Kim Jong-un, một người trẻ đã từng được bố gửi ra nước ngoài đi học, càng ngày ông càng thấy thế giới tự do văn minh là điều cần thiết. Và có thể qua đó, thứ nhất, ông bảo vệ lấy bản thân của ông, bảo vệ lấy cô em gái của mình, kể cả chế độ Bắc Hàn nữa. Ông vẫn tiếp tục nắm ngôi vị cao nhất của Bắc Hàn, nhưng mà hưởng lợi rất nhiều từ cái lệnh không còn cấm vận đối với Bắc Hàn nữa. Đây là những điểm mà cái con đường mà Kim Jong-un chọn để bảo vệ chính mình.
Vâng, thưa quý vị, trong khi đó, sau gần một năm đe dọa, thì chính quyền của Tổng thống Trump đã vừa chính thức có hành động mới nhất nhắm vào tiểu bang California, là bởi vì tiểu bang California có rất nhiều những thành phố dung chấp chống lại những cái chính sách trấn áp người biểu tình của chính quyền Tổng thống Trump. Thì được biết là vào ngày hôm qua, Bộ Tư pháp đã nộp đơn kiện chính quyền California lên Sacramento đề nghị tòa án liên bang vô hiệu hóa ba cái luật của tiểu bang California, đó là bị Bộ Tư pháp cáo buộc cản trở nhân viên của ICE để thực thi chính sách, và đây là những cái luật vi hiến theo như Bộ Tư pháp. Thì trong đơn kiện nêu đích danh thống đốc Jerry Brown và ông tổng trưởng lý Javier Becerra của tiểu bang California. Luật sư của Bộ Tư pháp lập luận trong cái đơn kiện này rằng những cái quy định này đã khiến cho việc hoàn thành nhiệm vụ của nhân viên ICE gặp rất nhiều khó khăn. Chẳng hạn như không được vào nhà tù để mà bắt người di dân không có giấy tờ, và Bộ Tư pháp nói rằng cái việc mà không cho họ vào nhà tù thì khiến cho họ lùng bắt người di dân ngay trên đường phố, gây ra cái sự hoảng sợ trong lòng của dân chúng. Và trong khi đó thì được biết là ông Jerry Brown nói rằng vào cái thời điểm mà Hoa Kỳ đang hỗn loạn chưa từng có, thì ông Jeff Sessions lại đi đến California muốn tiếp tục gây ra cái sự chia rẽ. Và ông nói rằng cái chiêu trò chính trị này có thể là tiêu chuẩn ở Washington nhưng mà không có hữu dụng tại tiểu bang California. Còn ông Javier Becerra thì nói rằng dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì tiểu bang California vẫn sẽ tiếp tục bảo vệ người di dân. Và vụ kiện này cũng có thể được xem như là một phép thử để mà xem có thể thành tiền lệ hay không, là chính quyền của mỗi bang có quyền hạn đến đâu để mà bảo vệ người nhập cư từ chính quyền liên bang. Cái chuyện này lớn lắm, thưa quý vị. Vào tháng Giêng vừa rồi, sau khi ông Trump tuyên bố nghĩa là tấn công nhắm vào những tiểu bang hoặc các thành phố dung chấp sanctuary cities, trong đó có Santa Ana, Los Angeles, New York, vân vân, thì ông thống đốc tiểu bang California rất là can đảm, ông tuyên bố quốc hội sẽ thông qua một luật tuyên bố California là tiểu bang dung chấp. Ông nói bring it on, ông nói với ông Trump có giỏi tới đây đi, đụng độ với Cali, muốn thưa gì thì thưa, Cali sẽ đương đầu. Tuy nhiên quý vị biết đó, là cái luật liên bang với tiểu bang nó chồng chéo với nhau và không có được dẫm chân lên nhau. Nhân viên của liên bang muốn đến bất cứ một cái khu vực nào của tiểu bang phải báo cho họ biết trước. Để làm sao? Vấn đề an ninh, rồi cơ quan thực thi luật pháp, tức là sở cảnh sát đó, phải biết được ông liên bang muốn làm gì chứ. Bây giờ ông liên bang muốn tới một cái cơ sở thương mại đó, ABC vân vân, phải báo cho cảnh sát biết. Để cảnh sát có thể mang xe tới Barre, cạnh chặn đường rồi. Nhưng mà hay lắm, bà Libby Schiff, thị trưởng của Oakland đó, sau khi nhận được tin của ICE, bà hê lên, thế là di dân bất hợp pháp bỏ chạy trốn hết. Thì đó là cái điểm mà phía liên bang Bộ Tư pháp họ rất là bực mình, họ đã chỉ trích bà này, nói rằng bà này đã chính bà đã vi phạm luật pháp sau khi đã hô hoán lên để cứu giúp ít nhất là 800 di dân bất hợp pháp. Tuy nhiên có cái điều mà chúng ta sẽ thấy đó là cái điều này nó cũng đi quá đáng đối với tiểu bang California. Bởi vì trong số đó đó có thể là có những kẻ hãm hiếp, có những thể uống rượu lái xe, những kẻ phạm tội nữa. Mà khổ đó, cái luật của California gọi California là tiểu bang dung chấp đó, là nó bao trùm tất cả, trong đó kể cả di dân bất hợp pháp nữa. Và quý vị biết 12 triệu di dân bất hợp pháp trên đất Mỹ này, California có tôi nghĩ là cũng 5 triệu. Còn hơn cả cái phần nữa. Tại vì nhưng mà ông Jerry Brown ông nói nhờ cái lực lượng di dân bất hợp pháp này, mặc dù ông không nói cái chữ bất hợp pháp, ông chỉ nói immigrant, chỉ có người di dân thôi. Và đối với California, theo ý nguyện của ông Jerry Brown là không có di dân bất hợp pháp. Bởi vì ông nói tất cả những người và lịch sử của đất Mỹ này là đất nước của di dân. Thì ngày xưa đó, bố hoặc là ông nội của ông Trump có phải là di dân bất hợp pháp không? Đó, nếu mà chiếu theo luật hiện nay thì trở thành bất hợp pháp rồi. Bố mẹ của bà phu nhân Melania có phải là di dân bất hợp pháp hay không? Đấy, rồi cả bà Melania nữa, thì bên phía California họ có thể viện đủ mọi cớ hết.
Ngay trong lúc chúng tôi đang nói chuyện với quý vị, ông Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions đang có mặt ở Sacramento và mở cuộc họp báo sáng nay để tuyên bố kiện tiểu bang như thế nào và nói rằng tiểu bang California đã vi hiến. Hai bên đều có luật sư hết. Đây là một cái vụ đụng độ, một cuộc chiến tranh đã xảy ra. Thế thì tôi đề nghị đó, những ai mà chống di dân bất hợp pháp á, thì không nên ở California nữa. Phải không? Mình nên dọn đến những cái tiểu bang chẳng hạn như Texas hay gì đó đó, sang Houston mình sống để giá nhà của California nó rẻ đi chút xíu, nhà đắt quá. Bởi vì bao nhiêu người cứ dồn về đây, nhất là di dân bất hợp pháp. Bây giờ quý vị biết sao không? Là với cái sự bảo vệ của ông thống đốc đó, di dân bất hợp pháp xem California là thiên đường. Và cái chữ đó là cái chữ sanctuary. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Chúng tôi trở lại ngay sau phần quảng cáo, gửi đến thêm quý vị các bản tin đáng chú ý trong ngày.